Chào mừng cả nhà đang trở lại với kênh Tea's Family. Hôm nay Tea sẽ làm món bánh bò nướng. Thì ở đây là tất cả những ingredient mình sẽ xài trong món bánh bò nướng. Ở đây là có đường cát trắng, bột năng, bột gạo, muối. Thì muối mọi người thấy nó hơi lạ là tại vì nó là muối Himalayan đó. Thì xài cũng được, không có gì hết. Xài muối trắng hay muối này nó không ảnh hưởng gì hết với cái món ăn. Bánh bò nướng mà mình chuẩn bị làm. Rồi vanilla, bột nổi, nước cốt dừa và 6 cái trứng. Đây là cái khuôn Ti xài. Đó thì công thức này là Ti dựa vào các chỉ dẫn của chị Vành Khuyên Lê. Thì mọi người cũng đã biết rất nhiều là chị Vành Khuyên Lê có rất nhiều video chỉ dẫn nấu ăn. Thì vừa rồi Ti kiếm được công thức của chị thì đi làm thành công. Còn trước đó thì cũng kiếm rồi xài nhiều lắm nhưng mà không thành công. Rồi mọi người hãy theo dõi Ti làm món bánh bò nướng nha. Rồi đầu tiên là Ti sẽ rây trứng. Ti sẽ rây trứng thì chỉ xài 4 cái trứng nguyên và 2 tròng đỏ. Thì đó mình chịu khó mình làm cho nó tan nhanh như vậy thôi. Đó. Giờ hiện tại thì nó vẫn đang nhiễu xuống thôi. Mình cứ làm nhẹ tay. Nói chung là mình tránh cái món bánh bò nướng này là mình tránh làm cho cái bột và cái trứng của mình nó nổi bọt lên nha. Đó. Rồi thì mình cứ để đây đi. Một tiếng nữa mình sẽ trở lại. Đó, để cho nó nhiễu xuống từ từ thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cân đo bột gạo với lại bột năng ha. Giờ mình sẽ đong cái này là 30 gram thì giờ mình nhấn lại trở lại số 0 nha. Đó. Mình sẽ xài bột năng 260 gram bột năng. Còn nếu mà không có nếu mà hiện tại ở nhà mình có mà hết bột gạo á, thì cũng không sao, mình xài bột năng hết cũng được thì nó sẽ cứng hơn, bánh sẽ cứng hơn một chút. Tại vì bột gạo mình xài thì cũng chỉ có 10 gram thôi. Thêm 10 gram bột gạo. Mình muốn xài hiệu gì cũng được, không nhất thiết là phải xài giống cái hiệu của Ti đang làm. Ti thì Ti đang xài bột gạo Vĩnh Thuận với lại hiệu bột năng hiệu con gà trống. Xíu xíu nữa. Rồi. Lô 1 gram chắc cũng không sao đâu. Rồi bây giờ mình sẽ xài một muỗng cà phê bột nổi. Thì nhà tôi có hiệu này thì tôi xài hiệu này. Rồi ai có gì thì xài cái nấy không sao hết. Rồi 1 muỗng cà phê là 1 teaspoon. Đây. 1 teaspoon muỗng cà phê. Mình sẽ xài 2 muỗng cà phê tổng cộng nhưng mà hiện tại á, khi mà mình bỏ vô trong cái bột khô này á, mình chỉ bỏ 1 muỗng cà phê thôi. Rồi một tí nữa còn 1 muỗng cà phê kia thì mình sẽ bỏ vô mình sẽ bỏ vô cái bột trước khi mình để mình quậy đều lên ha. Đó, ngoại đều lên. Rồi bây giờ mình sẽ đong đường. Sẽ đong đường. Sẽ
đồng 220 gram. Và 300 g nước cốt dừa. Hôm bữa Tý làm rồi cái còn dư 100 g nước cốt dừa ở đây, cho nên là bây giờ Tý sẽ đồng thêm 200 g nước cốt dừa trong đây nữa thôi. Giờ mình sẽ bỏ lên nồi, mình quậy cho nó tan đường nha mọi người. Chỉ cần quậy cho tan đường là được rồi, không cần phải cho nó sôi gì hết đâu. Sôi rồi cái bắt đầu mình mất công mình phải chờ cho nó nguội nữa, không có cần thiết. Mình bỏ thêm 1/4 muỗng muối nha mọi người. Hồi nãy thì quên bỏ đó. Bỏ 1/4 muỗng muối vô. Nước đường với nước cốt dừa đó, mình quậy khoảng chừng 1 phút ở trên bếp hay là 2 phút ở trên bếp là nó tan hết rồi. Mình đừng có làm nó nóng nha. Nóng mà mất công mình phải mất thời gian mình chờ cho cái nước đường nó nguội. Đó, rồi thì đây là cái tròng đỏ nè, đây là trứng nè, nãy giờ thì nó cũng chảy xuống một mớ rồi đây nè mọi người. Đó thì bây giờ mình cũng quậy nhẹ nhẹ như vậy thôi, để cho trứng nó rớt xuống dưới thôi. Mình tránh tạo bọt nha. Nhớ là cái bánh này nó hơi khó, cho nên là mình đừng có làm cho nó nổi bọt. Nó mà nổi bọt lên một cái là nó sẽ không có được nổi đâu. Đó, giờ mình cứ làm vậy để cho cái trứng nó lọt xuống cái rơi đó. Và nãy tôi quên nói với mọi người là mình phải cần có dầu dừa nữa nha, mình cần có dầu dừa đó. Dầu dừa mình xài một chút xíu để mình quét cho cái khuôn đó, và một tí nữa trước khi mình bỏ vô nướng á, thì mình sẽ bỏ thêm 15 ml dầu dừa nữa hoặc là bơ. Nhưng mà Ti thấy dầu dừa nó sẽ rất là thơm khi mình làm ra cái thành phẩm đó, mình cắt cái bánh ra chỗ bánh nó thơm lắm, cho nên nếu mà có dầu dừa thì ở nhà thì mình nên xài dầu dừa hơn là xài bơ. Mình dùng một chút xíu dầu để mình bôi ở dưới cái đáy của cái khuôn thôi nha, đừng có bôi lên cái thành của cái khuôn. Tại vì nếu mà mình bôi lên cái thành của cái khuôn á, nó sẽ trơn quá và nó sẽ cái bột của mình đó, nó sẽ không có bám lên thành, thì nó sẽ không có nó không có rẫy tre đó mọi người. Đó, cho nên là mình chỉ cần để dưới đáy để cho tí nữa mình lấy bánh ra cho nó dễ vậy thôi. Đó. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đổ nước đường vào trong bột, nhưng mà mình sẽ đổ thành 3 lần nha mọi người. Đừng có đổ hết một lần nha. Đổ 3 lần. Vừa hỏi bố con cháu không? Và mình quậy một chiều, mình quậy sát ở dưới đáy, tránh để nổi bọt nha. Đổ 3 lần. Chứ nữa đổ thôi. Khoảng 6 cân đó rồi. Nhớ là quậy một chiều thôi nha mọi người. Ủa sticky. Cái gì vậy? Bánh bò nướng. Yeah. Wow.
Mùi nước dừa thơm ha. Đây rồi mày bỏ hết rồi. Bây giờ mình quậy cho tới khi nào nó mịn easy. Nó mịn nó đều là được nha. Nó easy đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ mở cái lò nướng lên nha. Mình mở lò nướng ở nhiệt độ là 100. Mình để chức năng bếp mình để 340 độ F hoặc là 170 độ C nha. Đó. Rồi ở trong đây á, thì mình để xác ở dưới đáy á. Cái này là tôi có nhà tôi có cái lò nướng này có 6 cái khay thì tôi để tầng thứ hai từ dưới đếm lên. Và trong đây mình để luôn cái khay này vì lý do mấy lần trước tôi không có để cái khay á thì cái đáy cái của cái khu á, nó không có nóng á. Cho nên là nó không có rễ tre. Thì kỳ vừa rồi chị đi làm theo cái công thức của chị Bành Khuyên Lê á, chị Bành Khuyên Lê là chỉ là bỏ thêm cái khay nữa thì đúng là như vậy. Nhưng mọi người phải nhớ bỏ cái khay ha. Cái khay nào cũng được miễn sao là nó có thể đựng vừa cái khuôn mà mọi người xài. Mình làm tới trồng đỏ. Đó. Thì giờ trồng đỏ nó tan nó chảy xuống hết rồi. Đó. Còn vậy thôi. What half dot and a white square with this? Mình bỏ một muỗng cà phê vanilla để cho nó khử cái mùi tanh của trứng đó mọi người. Đó. Mình cũng quậy thiệt nhẹ ha. Mình quậy nhẹ thôi, mình quậy một chiều thôi. Tuy cũng sẽ bỏ cái khuôn này trong lò nướng để cho nó nóng luôn nha. Và bây giờ mình sẽ bỏ trồng đỏ vào bột nha mọi người. Và mình cũng quậy thiệt là nhẹ nha. Mình có. Có kem á. Bây giờ ăn mất kem. Quậy một chiều. Mình cũng bỏ thêm 15ml dầu dừa vô. 15ml là khoảng 1 tablespoon nha mọi người. Cũng quậy thiệt nhẹ ha. Tính cả. Và bây giờ cái khuôn của mình với lại cái lò của mình nó nóng rồi đó. Thì mình bắt đầu mình bỏ cho mình dùng cái này vậy. Thêm một muỗng cà phê bột nổi nữa nha mọi người. Ừ vậy. Cái này là tôi dùng nửa muỗng teaspoon. Cho nên là tôi xài 2 lần. Pizza. Rồi mình cũng quậy lên, quậy nhẹ thôi nha mọi người. Đó, mình trộn, mình quậy cho nó đều lên mà cũng quậy nhẹ thôi, cũng một chiều thôi nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình lấy khuôn rồi mình đổ bánh vô nha. Đó. Rồi mình cũng dùng cái rây để mình đổ lên nha mọi người. Thank you.
Và bây giờ mình sẽ set timer là 50 phút nha mọi người. Tại cái khuôn đó của Ti thì nó bự như vậy cho nên mình phải cần 50 phút. Còn nếu mà có một cái khuôn giống như là cái khuôn làm muffin á thì mình chỉ làm 25 phút thôi. Đó. Rồi. Đó. Thì bánh nó sẽ nổi lên từ từ. Đó, hiện tại là mới bỏ vô nha. Rồi một tiếng nữa thì sẽ trở lại và cập nhật thêm. Mọi người hãy để ý là cái lượng bánh và cái chiều cao của cái khuôn ha, để coi nó sẽ nổi lên cao như thế nào ha mọi người ha. Bây giờ là nãy giờ được 16 phút, thì định canh 15 phút mà bị trễ hết mi. Đó, đây. Bánh nó nở lên rất là từ từ nha mọi người. Nó từ từ, nó chậm chậm như vậy nè. Thì lúc mà khi xong á, nó sẽ nở cao và nó giữ luôn cái độ cao. Còn nếu mà mấy lần đầu tiên đi làm á, nó nở rất là lẹ. Nhưng mà khi nó bánh nó nguội rồi nó sập lép lại. Đó, cho nên là khi mà mình thấy bánh của mình nó nở từ từ như thế này á, là có nghĩa là mình đã làm đúng rồi đó mọi người. Đó. Và bây giờ là nãy giờ mình nướng được 30 phút rồi nè cả nhà. Đó. Và cái bánh mình tới đâu? Đây. Đó, cái bánh mình đang nở từ từ thôi. Đó, đang nổi phồng lên đó mọi người. Vậy có nghĩa là mình đã làm thành công rồi đó nha. Đó. Thì hiện tại còn 30 mấy giây nữa. Đây. Cứ cái này bên cao lên thấp là chắc tại hồi nãy mà Ti bỏ khi mà Ti bỏ cái khuôn vô trong cái lò đó, cái mình vận chuyển cái nó bị nghiêng qua một bên á. Lần trước Ti cũng bị vậy nữa, nhưng mà lúc mình ụp lại á thì nó cũng đẹp như thường, không sao hết. Đó. Giờ nó bắt đầu vàng nhưng mà chắc tí nữa Ti phải để thêm vài phút nữa. Ti sẽ để thêm vài phút nữa tại vì nó chưa đủ vàng. Đó. Bây giờ nó bíp rồi nè. Đó. Ti chỉnh thêm 3 phút nữa nha mọi người. Rồi để 5 phút nữa đi nha. Đó, 5 phút nữa. Rồi Ti để 5 phút nữa. Để cho nó vàng. Rồi. 5 phút nữa Ti sẽ trở lại xem coi nó có vàng cỡ nào ha mọi người ha. 5 phút nữa Ti nghĩ ok. Bây giờ hồi nãy là tổng cộng là Ti làm, hồi nãy Ti làm 5 phút rồi Ti thấy chưa nó đủ vàng lắm, Ti làm thêm 5 phút nữa. Thì bây giờ nó là 60 phút tổng cộng nha mọi người. Bây giờ là xong rồi. Ti tắt bếp nha. Bánh của mình nha mọi người. Đó, đây là cái độ vàng mà Ti cảm thấy là được rồi đó. Thì tùy vào bếp của mọi người ha. Thì từ dao động là từ năm lần trước Ti làm 50 phút. Thì kỳ này không biết tại sao, chắc thời tiết ở ngoài nó hơi lạnh hơn hôm bữa đó. Thì làm 60 phút. Sau khi nướng bánh xong á, mình cứ để im trong lò. Và mình vặn timer thêm 15 phút nữa. Đó, cứ để im trong nồi nha. Giờ Ti sẽ để timer thêm 20 phút nữa rồi mình mới lấy ra khỏi bếp. Chứ mà mình đột ngột mà mình lấy ra ngoài á mọi người thì cái bánh của mình nó sẽ bị xẹp á. Rồi. Đó. Thì để cửa thì để cái lò hở ra như vậy nè. Để nhiệt độ nó thoát ra từ từ. Đó, rồi lúc mà mình lấy cái bánh ra thì cái bánh của mình sẽ không bị xẹp. Sẽ ụp nó lại để cho nó nguội hẳn rồi bắt đầu mình mới tháo ra và mình cắt cho mọi người xem. Đây là thành phẩm nha mọi người, nguội rồi thì mình mới lấy ra khỏi khuôn. Đây là miếng Ti cắt ở cái chỗ mà thấp nhất của cái bánh đây, Ti cũng chưa coi nữa. Cái khuôn tròn tròn này á, thì nó ưa bị cái chỗ này nó không có rễ tre đó. Và thế thì mới nói là tùy cái khuôn mà cái rễ tre nó sẽ hình khác nhau. Đó, đây là cái miếng cao nhất của cái bánh nè. Rồi, đó, đây là sự khác biệt. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Chúc mọi người làm bánh thành công. Và điểm lưu ý là khi mà mình làm bánh á, là mình quậy một chiều, nhẹ tay, tránh nổi bọt lên.
Rồi khi mà mình nướng á, là mình phải để cái khay ở dưới để cái đáy của cái khuôn nó cũng được nóng thì nó sẽ có cái rễ tre. Đó chỉ là vài điểm mà mọi người cần lưu ý nha. Rồi chào mọi người, hẹn gặp mọi người lại trong những video tiếp theo. Bye bye.